Xin chào mọi người nhá. Trên tay mình đây là chiếc Samsung Galaxy Note 8. Và rất nhiều người đã yêu cầu mình làm clip test game Liên Minh Huyền Thoại Mobile trên chiếc máy này. Và bây giờ thì mình sẽ xin test trực tiếp cấu hình của em nó xem như nào nhá. Rồi, đầu tiên là vào game rồi. Đó, mình đã vào sẵn rồi và mình sẽ xem, sẽ show cái bảng cấu hình cho anh em xem nhá. Graphic này. Đó, mức cao này, Ultra này. Đó, khi lên đến Ultra thì nó bắt đầu cảnh báo về pin cũng như là cấu hình của máy này. Đó, vậy để tốt nhất thì mình sẽ để cấu hình ở mức cao thôi nhá, chứ không lên đến mức cao nhất. Rồi, bây giờ bắt đầu game thôi nào. Đó, dù tự game này nó ra được mấy ngày rồi nhưng mà cũng rất nhiều anh em chưa tải được, thì nếu mà ai chưa tải được thì cứ bình luận ở bên dưới, mình sẽ hướng dẫn chi tiết và cụ thể cho anh em. Đó, bắt đầu thôi nào. Đó, vào game rồi anh em nhá. À, mình sẽ lên đồ và đi đánh nhau thôi. Đó, mình cảm thấy là di chuyển nó không được nhạy lắm. Cái này một phần là do mình đang fake IP sang nước ngoài. Đó, các bạn có thể thấy đấy, mình di chuyển xong rồi phải một khoảng thời gian sau nó mới bắt đầu được. Đó, do mình đã từng chơi cái trò này trên bản PC rồi nên là để làm quen với nó cũng rất là dễ thôi. Đến về lên đồ cái nhá.
Đó, cái này khi combat thì cái mức FPS của nó vẫn ổn định ở mức 30 nhá anh em nhá. Đúng rồi, mình bắn tên nửa cho tôi. À, thôi đi về nào. Ô, mình cảm giác chơi cái bản mobile này chiêu thức hay là các thứ nó nhanh thật anh em ạ. Ra chiêu nó hơi chậm một tí nhưng mà cái cấp độ của nó lên rất là nhanh.
xanh một cái bắn rát quá các bác ạ. Đấy, thế là mình đã chết một mạng đầu tiên rồi. Ồ, thế là thắng rồi. Thế là tem địch đầu hàng anh em ạ. Thắng chơi. Đó, clip test game trên Note 8 của mình đến đây là hết nhá. Nếu mà anh em cần mình test game trên chiếc máy nào thì cứ để lại comment, mình sẽ test cho anh em nhá. Xin chào tạm biệt anh em.